đang có mặt tại chùa Quan Âm Linh Ứng, cũng là chùa Phật học 2 ở thành phố Sóc Trăng. Đây bên sau lưng của chiếc xe là Tam Thiên Bồ Tát này. Người bên trái là Đại Thế Chí Bồ Tát. Theo chân chiếc xe vào tham quan khám phá khu vực chùa Quan Âm Linh Ứng này như thế nào nha. Thời điểm hiện tại là khoảng 10 giờ 40 phút. Buổi trưa nắng lắm lắm các bạn. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2024. Giờ mời các bạn cùng đi theo chân chiếc xe nha. Đây là quang cảnh xung quanh khu vực sân của chùa nè các bạn. Hiện tại có một chiếc xe biển hiệu 67 đang chuẩn bị đổ khách xuống các bạn. Rất hàng trăm chiếc xe ô tô đến đây nha các bạn. Quá trời chiếc xe luôn các bạn ơi. Quá nhiều xe luôn, khắp các tỉnh thành trong cả nước đổ về đây nhà tham quan ngôi chùa. Trong đây mấy cái khu vực mát mẻ, có giống như dàn sẵn để cho mình nằm luôn nha các bạn. Dạ. Tiếp mình An Giang tới hả anh? An Giang gần núi Ông Cấm. Tiếp mình đi đâu không anh? Đây tiếp cả tiếp mình luôn, có một cô xinh đẹp đang cười dễ thương. Dạ. Kênh YouTube Chí Xe TV. Dạ đúng luôn. Tại vì trên nón lại trí kìa. Chí Xe TV. Để gửi anh chị luôn. Dạ. Dạ ngày mai anh ơi. Dạ rồi em chúc cả team mình có một ngày tham quan lễ Phật đầy ý nghĩa nha. Dạ. Bye bye team mình. Dạ. Có một bức tượng Di Đà cao lớn lắm nghe các bạn. Hai bên thì bên tả bên hữu thì có hai câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là tượng Phật Đức Thích Ca Mâu Ni. Đây là cảnh bà con mình với các Phật tử đang làm Phật sự ở phía sau khu chánh điện nha các bạn. Phía sau khu chánh điện cũng là một cái khu trung tâm để cho khách tham quan, gồm có Đức Phật cao lớn nha các bạn. Đây là cái cầu đi ra ngoài nè các bạn. Trước màn hình các bạn có thể nhìn thấy đây là 7 tòa sen nha, được đúc bằng bê tông nhưng mà sơn màu vàng. Có ngày Phật Thích Ca lúc này là mới vừa giáng trần các bạn. Đức Phật đản sinh đứng trên đồi sen như thế này.
Bên trái thì có ba cái bàn tay đưa lên, còn mấy bên phải thì các bạn cũng nhìn thấy ha, cũng có ba cái bàn tay. Đó, ba bàn tay kìa. Chào hai em bé dễ thương. Chào bé. Cảm ơn con trai. Phật A Di Đà. Đây từng lòng bàn tay có một dấu ấn, bàn tay giữa thì có ông Phật các bạn. Nặng quá. Chào mấy cô xinh đẹp. Đoàn của mình đến từ đâu hả cô? Hòn đất Kiên Giang. Wow, quá xa luôn ha. Rồi, chúc mấy cô có một đi ngày lễ Phật đầy ý nghĩa nha. Chúc chú vui vẻ. Dạ. Yeah. Bên này cũng có ba bàn tay thì cũng có bắt ấn, có Phật Quan Âm ở giữa các bạn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Biểu tượng của ba trái dưa hấu các bạn. Hồi trước trong khu này có cái chiếc thuyền Bát Nhã các bạn, rồi bây giờ đâu có tiêu không thấy nha, cũng lâu rồi, cũng 1-2 năm gì đó chiếc xe mới quay trở lại đây. Một trái tim từ bi, bên đây thì một trái tim ở giữa là từ bao dung. Một trái tim chân thật. Ở giữa thì trung tâm thì cái hồ này cũng vậy thôi các bạn. Giờ mình vào mấy bên đây nha. Các bạn cùng theo chân chiếc xe, đừng có tua video để mình cùng xem, khám phá xem ở đây có những gì nha các bạn. Điện thờ vạn cổ anh linh. Đây là cái bảng đón sao kiết hung. Có bà chúa kho điện tam thoải cung. Bà Mã Châu. À, đây có bà Cố Hỷ. Mẹ Xanh Mẹ Độ. Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cửu Thiên Quyền Nữ. Mẫu Thượng Thiên. Đào Nguyệt với ông Tơ. Ở giữa là Bác Hồ của chúng ta. Đây là ông Tơ Xe Diên. Bà Mẫu Thượng Ngạn. Bà Địa Mẫu. Bà Chúa Sứ Kim Tinh Thánh Mẫu. Thổ Tinh Thánh Mẫu. Hỏa Tinh Thánh Mẫu. Thánh Mẫu Nương Nương. Linh Sơn Thánh Mẫu. Tam Tòa Thánh Mẫu. Mẫu Thượng Thiên. Đức Quang Thánh. Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Bên đây còn có lời bàn 100 quẻ sâm bà thành kính cầu nguyện và chỉ lấy một lá sâm. Đây là Đức Quang Thánh này các bạn.
số 78. Cô bắt xăm được 78, lấy một lá xăm. Ai lại bắt đầu trung bình. Đây còn có võng nữa nha. Đây là khu vườn. Công viên rất là rộng lớn và mát mẻ lắm các bạn. Lần đầu tiên mà chiếc xe nhìn thấy là được có 4 thầy trò đường trăng lên núi thỉnh kinh. Mấy chư vị này thì các bạn ai nhìn thấy các bạn biết rồi, khỏi cần phải giới thiệu ha. Tam Tạng thỉnh kinh, 4 thầy trò đường trăng sang Tây Trúc thỉnh kinh, đường đi lắm gian nan, 81 kiếp nạn mới thỉnh được pháp tạng. Xin mọi người ghi nhớ, đạo cao sóng gió nhiều. Đây còn có 5 điều Bác Hồ dạy: thiếu niên nhi đồng, điều 1 yêu tổ quốc, yêu đồng bào, điều 2 là học tập tốt, lao động tốt, điều 3 là gì chứ Nguyên? Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, điều 4 là giữ gìn vệ sinh thật tốt, điều 5 là khiêm tốn mà dũng cảm. Ok, gì đây? Có một chú tiểu đồng đang ôm gốc cây ngủ. Ta về bỏ lại tình đời, trèo lên cái chảng, ba ngồi đông đưa. Ba ngồi đông đưa. Rồi mời các bạn theo chân chiếc xe dạo một vòng xung quanh cái hoàn cảnh ở nơi này, xem hoàn cảnh nơi này có những gì. Trong đây là dường như là một cái căng tin các bạn. Đây có chú đại bi nè các bạn. Nam lại hồi thường Phật Bồ Tát. Đây thì thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà nam mô a di đà phật na đa ga ya ya. Và bên đây mình thấy có chú rắn to lớn luôn, có một đây rồng, con rồng hay con rắn đây không biết nữa. À, sự tích chắc thạch xanh đánh chàng tinh gì đó các bạn. Cây gãy rồi, gãy chưa? Đố chi Nguyên đây là ai? Con người. Mà là ai? Không, tên gì? Người này tên gì? Người à. Rồi bây giờ Chí Nguyên xem hết cái cảnh ở đây đi nha. Đây là con gì nè, có một người cầm cái búa chém hình kém con này. Con có tưởng tượng ra là đây là nhân vật nào không? Bạn có 10 giây nha. 1 2 3 4 5. Nè, có một gợi ý luôn, một người này đứng cầm búa để đánh con vật này, có người ở đằng sau không dám xen vào, đứng từ đằng xa dòm. Vậy ai là anh hùng? Người này là anh hùng, con này là con trằn. Trằn tinh. Vậy ai là người đánh trằn tinh? Rồi, thạch xanh đánh trằn tinh. Đây chắc chắn là anh thạch xanh nè, đúng không? Không phải thạch sùng. Bà Thạch Xanh thì gắn liền với anh Lý Thông. Là hai nhân vật rồi, nằm trong truyền thuyết ha. Đúng, ok. Rồi bên đây mốt không có nói là thằng này, thằng này nghe, mà dù là bức tượng nhưng là biểu tượng của anh hùng. Con không biết thì con nói đại đi, ông này cũng được. Bên đây là một vị thần rắn, có Đức Phật, Đức Phật và chư thiên
hàng phục mãng xà. Đây, một ông mãng xà lớn nè các bạn. Một chú tiểu đang quét. Wow, quá đẹp. Đẹp luôn. Wow, một thiên thần bé nhỏ. Đúng là thiên thần có đôi cánh luôn. Nhảy xuống. Cho con đắp trên. Nhờ anh Đức công an của phường 5, anh Trung và Tường cũng như gần 40 em trai tại Sóc Trăng. À, đây là cái góc cảnh giác nè các bạn ha. Cảnh giác bị móc túi, móc lấy điện thoại. Cảnh giác giật bóp. Cảnh giác giật dây chèn. Nắng qua nắng. Chào hai bé yêu. Hai con đến từ đâu? Đến từ Nam Đại Con. Nhà con ở đâu? Tỉnh nào? Quên rồi. Quên rồi. Cái sách hả? Dạ. Thôi bye bye con. Đây giống như một cái khu vườn Lâm Tỳ Ni được thu nhỏ mà ngài Phật đản sinh. Này giống như là cõi thần tiên luôn các bạn. Bông hoa thiên cảnh. Thế là bông hoa thiên cảnh. Nắng quá các bạn ơi. Xưởng tôm Việt Trung, khách sạn Việt Nghĩa, chắc có lẽ là người ta cúng dường Phật các bạn.
Đức Phật, Di Lạc, quá cao quá lớn luôn các bạn ơi. Mình không biết cao bao nhiêu nữa. Di Lạc, Tôn Phật. Tết, mua may, bán đắt, tấn tài, tấn lộc. Ở giữa thì có ông Tín Dương Địa Tạng các bạn. Đây là tượng của Quan Âm. Đây là ông Địa Tạng. Đây là bà Địa Mẫu các bạn. Không phải, đây là bà Địa Mẫu. Tỳ Yết La Đại Tướng, Chiêu Đỗ La Đại Tướng, Chân Đạt La Đại Tướng, Mai Hổ La Đại Tướng, Ba Di La Đại Tướng, Dân Đạt La Đại Tướng, Sang Để La Đại Tướng, Ác Để La Đại Tướng, An Để La Đại Tướng, Mơ Xí La Đại Tướng, Bạch Chiết La Đại Tướng, Cung Tỳ La Đại Tướng. Ở đây mỗi một nơi nếu Phật tử nào cúng dường thì nơi đây có để nè các bạn. Gia đình Phật tử cúng dường tượng Phật A Di Đà và bàn thờ là Trần Kim Xía, pháp danh là Huệ Đức, Hồ Thị Sảnh pháp danh là Diệu Thành, Trương Mắt pháp danh là Thiện Sát, Trần Văn Siêu pháp danh là Thầy Tốt, Trần Sương Quy, đây là pháp danh là Chân Thuần. Gia đình này cúng dường tượng Phật và bàn thờ luôn nha các bạn. Sang khu vực khác nha các bạn. Wow, lên đó được luôn hả? Trên đây chắc là lên tượng Phật Di Lặc này các bạn. Tới tượng Phật Di Lặc nè các bạn. Đây là bàn chân của ông nè. Mình xào bàn chân ông luôn. Ơ
Được không? Lên ngồi bằng chân của ông Phật Di Lặc thử ra chứ em. À, tương truyền rằng Đức Phật Di Lặc này rất là thương trẻ con. Bằng ba ngón chân của ông thôi. Rồi đi xuống đi con, nóng lắm, nóng lắm. Bên đây không có gì hết, chân chứ mình đi xuống chứ mình ơi. Dòng này đi xuống luôn. Ghê quá. Ai biết gì đâu. Không được. Wow, đẹp mát quá. Tao không biết chỗ này mát vậy. Tôi biết sao. Có nhà của người dân nào biết. Hình như là cái bò tre làm cái hàng rào luôn hả? Phải ạ. Trời coi ta sẽ gác nè. Ừ đúng rồi. Quá trời luôn. Sẽ gác các bạn đi tới đây mà treo, các bạn treo ba cái khẩu trang tới đây không đẹp. Treo đây tùm lum hết trơn khẩu trang ở đây. Nói đi. Trên một số cây này nó có mấy chữ này nha. Mấy chữ gì? Người ta viết chữ tên của người ta đó luôn đó. Mình đi xuống mình qua khu vực khác nha các bạn. Cái này là khu vườn gì không biết nữa nha các bạn. Có mấy ông này là ông gì không biết nha. Mấy ông này chắc được tạc bằng đá nguyên khối các bạn. Dấu tích, mà thấy dấu tích cắt nè, cắt đá còn nha. Mang nhỏ nè. Đất này rau quá rồi. Wow, đây đá trứng không à. Đừng té ra chị em, đi ra ngoài đi con. Đây là Chí Phèo với Thị Nở nè. Hai nhân vật này cũng nổi tiếng. Thấy chỗ nào cái khu du lịch nào cũng có Chí Phèo với Thị Nở hết. Chí Phèo với Thị Nở nè. Chí Phèo Thị Nở tình nghèo cho nhau bắt cháo hành. Chí Phèo Thị Nở còn sống được, gặp cảnh nghèo khó chớ bi quan, phấn đấu vươn lên tìm hạnh phúc, chùa Quan Âm lên đứng cảnh ghi. À, theo kiểu người xưa á, con người ta lấy do ăn trầu hay cái gì đó, người ta tha cái răng cái gì đó chắc. Cái răng không bao giờ bị sâu, răng không có hư tới già luôn con. Cái đó là cái nước dơ thôi. Đi con. Đó là cây dây châm đốt không em. Bên đây là khu vực của nhà vệ sinh. Cái chi châm đốt phải gì đó bạn ơi. Cái chi châm đốt mà đốt cái chi 100 lần nó mới cháy. No. Đào Thị Quỳnh Trang
thiên thần không? Một cô thiên thần bé nhỏ. Đó là biểu tượng của mặt trăng, nửa vầng trăng, trăng tỉnh thức. Thiên Thu tình mẹ. Và được một đứa bé, một ngọn núi. Phía trên đầu thì có hình như là Phật Quan Âm các bạn. Đi xuống đây, ngàn ngàn tiếng nói cũng qua, chỉ còn mẹ tiếng, mẹ là rưng rưng, gồng gắn lên mây. Cả một team mình quá vui luôn. Mình đến từ đâu á anh? Vĩnh Châu, Sóc Trăng. À, bên đây là Bến Tre. À, hồ Bến Tre với Vĩnh Châu, Sóc Trăng hùng nhau đi. Có một tượng Phật Niết Bàn. Cúng dường Phật tượng hồi hướng kỳ siêu, hàng kim hai. Chúng con xin nguyện cầu an cho Lê Văn Trâm, 58 tuổi, Lê Thị Cập Ngọc. Ba bức tượng Quan Âm để đặt ở trên ba cái cây các bạn. 17 tuổi, Lê Thị Lâm, 88 tuổi, anh nhớ này, mấy mình rượu hồi đó hả? À, đúng rồi, rượu hồi xưa. Ngày xưa mình coi trong mấy bộ phim kiếm hiệp có mấy cái bình rượu giống vậy nè các bạn. Có nữ nhi hồng rồi. Cảm ơn Việt Nam mến yêu, quê hương hoa trái ngọt ngào, đại cát đại lợi, phúc lộc thọ toàn. Đây là kim điện Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn các bạn. Quan Thế Âm ngàn tay ngàn mắt sáng soi đường cứu khổ trần gian. Wow, cái này chứ vừa thiệt luôn nha các bạn, tại người ta sơn màu nha. Này các bạn nhìn thấy là lên mộng luôn, lên cây luôn. À. Đây là chiếc thuyền Bát Nhã chở 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ngọn tháp. Mấy cô xinh đẹp, chào mấy cô xinh đẹp. À, đây có một ông rồng lớn quá, đứng cỡ trên đầu ông rồng thì có Quan Thế Âm Bồ Tát các bạn. Đức Phật và thập đại đệ tử. Ừ, quá đẹp luôn. À, này còn mấy con công nữa các bạn. Công gì? Công ăn quá nhiều công luôn. 3, 6, 7, 10, 12 con. 13, 14, 15, 16, 17, 20 con luôn. Wow, hai này đẹp quá. Cái đội hình chắc không có được. Mấy con
Đôi lúc nằm chờ sung rụng vậy mà hay, phấn đấu hy sinh cũng bị chửi. Chỉ đâu mà văng ngang trời, tai nghe đâu che hết biển đời thế gian. Cứ sống đúng lương tâm, nói gì chứ đừng học theo nằm chờ sung rụng trong xã hội bây giờ nghe các bạn. Mọi thứ mình phải phấn đấu nha, phải phấn đấu hết mình mới có được nghe, chứ không có nằm chờ sung rụng như cái anh này nghe các bạn. À, cả một đoàn đi đông quá. Chúng con xin nguyện cầu an cho Nguyễn Thị Tích, 65 tuổi, Nguyễn Thị Tích, 84 tuổi, Trương Thiên Sơn, 83 tuổi. Thì ra là Thiện Bất Nhã dời bên đây các bạn. Đẹp sao chiếc nón quay thao, các bà các mẹ biết bao nhiêu tình. Mẫn thơ chi chích mái tóc thề, đất cài sỏi đá hướng về ngày mai. Đẹp quá, thật thà chân chất tuyệt vời, chịu thương chịu khó nên lời nước non. Quá đẹp. Phan Như Huỳnh, 35 tuổi, Phan Trương Ngọc An, 9 tuổi, Bạch Phương Hùng, 63 tuổi. Năm từ thở hồng hoang ấy che chở đời của mẹ. Wow, trời đất ơi, còn là cá khổng lồ không nghe các bạn. Giữa là chiếc Thiện Bát Nhã để mình ra ngoài Thiện Bát Nhã cho các bạn cùng xem ha. Gió mát quá. Xuống thiện luôn hả chị Nguyên?
này là thiền Bát Nhã nghe, ai đắc đạo mới được chú thiền này. Đúng rồi, thiền Bát Nhã. Có nghĩa là người nào tu đắc đạo mới được xuống cái thiền này. Đúng rồi. Các bạn nghe không? Cái này la toàn la giật dây chuyền cảnh báo suốt nha. Này có bán thức ăn một tô là 10k các bạn. Đó, một cô bé mua thức ăn cho con cá ăn. Đó, theo cô bé nhỏ xíu này coi cô bé cho cá ăn như thế nào nha. Rồi bắt đầu bé ơi, bỏ xuống đi. Wow. Có một cô bé đáng yêu quá. À, bé sợ mà. Bé sợ. Cảnh tượng hải hùng luôn, con nào cũng lấy cái chục ký lô các bạn ơi, quá nhiều. Nè, xe khu vực khác các bạn, giọng rất là nhiều nha. Đây là khu tháp Thiên Phật các bạn. Thành tâm cầu nguyện khi đánh nhẹ cảm ơn, cái trống đồng luôn, nghĩa là ai cầu nguyện gì đó thì gõ tiếng trống. Nó đánh trên đây hay gì nè. Đúng rồi. Xin chào bà con đeo dây chuyền gỡ rớt.
Đúng không? Mời dùng vào, mời bà dùng cơm thứ bảy và chủ nhật mới có các bạn. Đây là khu vực nhà ăn nè các bạn. Và mình tắt video, mình đi ăn cơm nha các bạn. Này giống như là biểu tượng của cái trống đồng đó các bạn. Trống đồng hồi xa xưa, thời tổ tiên ông bà, cội nguồn dân tộc con rồng cháu tiên. Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng quan thế âm bồ tát cứu nạn cứu khổ chúng sinh, chúng con xin nguyện cầu an cho quý vị đến chùa dân hương lễ Phật, đến chùa chúng con xin nguyện cầu an cho xuân. Để bên đây thì chỗ mà để nuôi dưỡng những người già bệnh tật các bạn. Vào khu trung tâm chính điện này cho các bạn cùng xem ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giáp khu vực ở trong đây nha các bạn. Giờ mình ra ngoài nha các bạn. Đây là ba ông thần Phước Lộc Thọ các bạn. Nắng quá con trai sẽ không đội nón. Quên đem nón luôn rồi. Nhưng mẹ mua cho con cái nón. Tầm 12 giờ trưa rồi các bạn. Nắng phải nói là nắng cực kỳ nắng. Mà ở đây thì mọi người tham quan đến đây càng lúc càng đông nha các bạn. Giờ thì chiếc xe cũng đã đi giáp khu vực ở chùa Quan Âm Linh Ứng này rồi các bạn. Đi xe về ở Lan Giang.
chia sẻ xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chia sẻ xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like. Và thì chia sẻ xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nha.